chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin sáng hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy cùng tôi khám phá những tin tức nóng hổi nhất trong suốt 24 giờ qua. Ủy ban dân huyện Mang Thít ra quyết định phong tỏa để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khóm 5 thị trấn Cái Nhum và ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh. Ủy ban dân phường 2 thành phố Vĩnh Long cũng có tờ trình thiết lập vùng phong tỏa đối với khu dân cư. Đồng Nai ủng hộ Vĩnh Long 2 tỷ đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Và phần cuối của video là thông tin mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về toàn cảnh dịch bệnh Covid-19 tại đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin chi tiết mà kênh cập nhật được như sau. Mở đầu video là quyết định của Ủy ban dân huyện Mang Thít về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khóm 5 thị trấn Cái Nhum. Cụ thể, thiết lập vùng phong tỏa đối với một phần khóm 5 thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít để khoanh vùng truy vết, xử lý triệt để ổ dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lây lan sang khu vực khác. Trong đó, thời gian cách ly là từ 18 giờ ngày 23 tháng 10 cho đến khi có quyết định tiếp theo. Và phạm vi cách ly là từ tổ nhân dân tự quản số 33 đến tổ nhân dân tự quản số 35 thuộc khóm 5 thị trấn Cái Nhum, bắt đầu từ nhà bà Nguyễn Thị Lợi sinh năm 1962 đến nhà ông Trần Ngọc Vàng sinh năm 1962. Phạm vi cách ly gồm 33 hộ gia đình và 115 nhân khẩu. Cũng tại huyện Mang Thít, Ủy ban dân huyện Mang Thít cũng có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh. Cụ thể, thiết lập vùng cách ly y tế phong tỏa đối với một phần ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít để khoanh vùng, truy vết, xử lý triệt để ổ dịch bệnh Covid-19, không để lây lan sang khu vực khác. Với thời gian phong tỏa là từ 18 giờ ngày 23 tháng 10 cho đến khi có quy định tiếp theo. Phạm vi phong tỏa là tổ nhân dân tự quản số 1 thuộc ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh. Cụ thể, khu vực giám sông Long Hồ là từ hộ bà Trần Thị Hồng sinh năm 1976 đến hộ ông Nguyễn Ngọc Hạnh sinh năm 1977, và khu vực giáp huyện lộ 30 từ hộ ông Nguyễn Phương Bình sinh năm 1973 đến hộ bà Lê Thị Lệ sinh năm 1946. Phạm vi cách ly gồm 12 hộ, 43 nhân khẩu. Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mang Thít giao Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Cái Nhum và Chủ tịch Ủy ban dân xã Hòa Tịnh thực hiện thiết lập ngay cái chốt kiểm soát và phân công lực lượng kiểm soát 24/24 giờ đối với các khu vực nêu trên, đồng thời có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và đảm bảo an sinh xã hội trong vùng cách ly. Thông tin thứ hai về việc Ủy ban dân phường 2 có tờ trình thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế đối với khu dân cư để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế ở phường 2, hiện có 6 trường hợp F0, khoảng 60 trường hợp F1 và các trường hợp F2 đang tiếp tục điều tra. Nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban dân phường 2 trình Ủy ban dân thành phố Vĩnh Long ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phạm vi cách ly là 153 hộ, có 519 nhân khẩu với diện tích khoảng 4.500 m², cụ thể như sau. Tại khóm 6, các hộ dân từ cầu Giáo Thuận, đường Lê Thị Hồng Gấm đến nhà số 157 Hoàng Hoa Thám, và từ số nhà 66 đường Lê Thị Hồng Gấm đến 70/28 đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc tổ 12 tới tổ 19 gồm 117 nhân khẩu, có 389 nhân khẩu. Tại khóm 7, các hộ dân từ cầu Giáo Thuận, đường Lê Thị Hồng Gấm đến cầu Ông Địa, nhà số 80/1 đường Ngô Quyền thuộc tổ 9 với tổng số là 36 hộ, 130 nhân khẩu. Thời gian thực hiện phong tỏa là từ 13 giờ ngày 21 tháng 10 cho đến khi có quyết định tiếp theo. Thông tin thứ ba như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19. Trong ngày hôm qua, ngày 23 tháng 10, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 15 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Và các trường hợp cụ thể, kênh Hoàng Linh Vlog cũng đã thông tin trong video trước đó. Tổng hợp số liệu, tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 23 tháng 10, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có 2.550 ca nhiễm đã công bố và 15 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Số trường hợp cách ly tập trung F1 là 743 trường hợp. Số trường hợp từ vùng dịch về là 2.320 trường hợp. Số ca điều trị khỏi là 2.334 trường hợp và số ca tử vong là 43 ca. Về số liệu tiêm ngừa vaccine phòng Covid-19, trong ngày hôm qua,
đã tiêm 28.949 người, cộng dồn là 769.879 người. Thông tin thứ tư về việc Đồng Nai ủng hộ Vĩnh Long 2 tỷ đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 23 tháng 10, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân của tỉnh, đã đến thăm trao số tiền ủng hộ 2 tỷ đồng cho tỉnh Vĩnh Long để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Thế cảm ơn tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của tỉnh Đồng Nai đã dành cho tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ cùng nhau hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để công nhân tỉnh Vĩnh Long quay trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc. Thông tin thứ 5 về việc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo quyết định, các đoàn kiểm tra sẽ có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ cho người lao động, hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, các đoàn này cũng kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội khác, nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động ở các ngành, các nghề, lĩnh vực trong các doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do, đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi phát triển thị trường lao động. Thời gian tiến hành đoàn kiểm tra là từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2021. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến hết ngày 15 tháng 10, tổng kinh phí thực hiện nghị quyết số 68, quyết định số 23 trên toàn quốc là gần 22.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho 24,3 triệu lượt người. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 5 quyết định về việc xuất cấp tổng cộng 137.090 tấn gạo hỗ trợ cho trên 2,41 triệu hộ với gần 9,14 triệu nhân khẩu ở 31 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Và phần cuối của video là thông tin mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về toàn cảnh dịch bệnh COVID-19 tại đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, tin COVID-19 đồng bằng sông Cửu Long ngày 23 tháng 10 cho thấy nhiều tỉnh có số ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tăng lên. Theo đó, tại Cần Thơ, thành phố Cần Thơ vừa ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.482 ca. Trong ngày, 42 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị thành công lên 5.883 trường hợp. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ vừa có thông báo mở lại 7 tuyến vận tải hành khách cố định gồm Bình Định, Quảng Ngãi, Cà Mau, Lâm Đồng, Trà Vinh, Long An và An Giang. Trong đó, tuyến đi đến 2 tỉnh Trà Vinh và Long An có tần suất hoạt động bình thường, 5 tuyến còn lại hoạt động với tần suất 50% số chuyến. Tại tỉnh Long An, theo Sở Y tế tỉnh Long An ghi nhận 70 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 22 tháng 10, trong đó có 7 ca ngoài cộng đồng. Tổng cộng, đến ngày 23 tháng 10, Long An ghi nhận 34.101 ca nhiễm COVID-19, đã tử vong 473 ca và đang điều trị là 1.094 ca. Bên cạnh đó, Long An hiện có 4 địa phương đang thuộc cấp độ dịch số 2 là các địa phương Kiến Tường, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Tân Trụ. Tại tỉnh Tiền Giang, trong vòng 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 61 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 21 ca so với ngày trước đó. Nâng tổng số người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là 15.392 ca. Trong 61 ca mắc mới, ghi nhận 4 ca là F0 được phát hiện ngoài cộng đồng. Tại tỉnh An Giang, ngày 22 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 226 trường hợp mắc COVID-19, gồm 32 trường hợp trong khu cách ly, 63 trường hợp trong khu phong tỏa và 84 trường hợp ngoài cộng đồng. Tại Đồng Tháp, trong ngày 23 tháng 10, Đồng Tháp có thêm 34 ca mắc COVID-19 mới. Cộng dồn đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 9.453 ca mắc COVID-19. Trong số 34 ca mắc ghi nhận ngày 23 tháng 10, có 14 ca trở về từ vùng dịch, 7 ca trong các cơ sở cách ly, 4 ca đang điều trị, 1 trong khu vực phong tỏa, 8 ca ngoài cộng đồng. Tại tỉnh Trà Vinh, sáng ngày 23 tháng 10, qua kết quả xét nghiệm PCR trong đêm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh phát hiện 42 ca dương tính với COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, vừa ký ban hành công văn về việc công dân di chuyển ra vào trên địa bàn của tỉnh. Theo đó,
người dân được lưu thông, đi lại bình thường tại các chốt kiểm tra y tế ở các cửa ngõ ra vào tỉnh, không phải xin phép cơ quan chức năng về việc ra vào địa bàn của tỉnh kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2021 cho đến khi thông báo mới. Tại tỉnh Bến Tre, trong sáng ngày 23 tháng 10, tỉnh Bến Tre đã có thêm 10 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh là 2.160 ca. Trong đó có 1.917 ca ra viện và 52 ca tử vong. Trong số các ca mắc mới, có 8 ca ghi nhận trong tỉnh, trong đó có 6 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Tại tỉnh Bạc Liêu, bản tin sáng ngày 23 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong ngày 23 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 130 trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định dương tính với COVID-19. Tại Cà Mau, từ lúc đợt bùng dịch thứ tư bùng phát đến ngày 22 tháng 10, toàn tỉnh Cà Mau ghi nhận 1.441 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới. Trong ngày 22 tháng 10, đã có thêm 59 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi là 600 người. Tại Hậu Giang, từ 18 giờ ngày 22 tháng 10 đến 6 giờ ngày 23 tháng 10, toàn tỉnh Hậu Giang ghi nhận 11 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới, bao gồm 10 trường hợp đến từ ngoài tỉnh và 1 trường hợp là nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung tại huyện Phụng Hiệp. Tính từ đầu dịch đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 1.102 ca mắc COVID-19. Tại Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 21 tháng 10 đến 19 giờ ngày 22 tháng 10, số ca mắc COVID-19 mới là 83 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 7.625 ca. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người hãy gửi thêm thông tin cho ekip làm kênh địa chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.